Liễu Như Yên của màn ảnh Hoa ngữ, tánh có thể xấu nhưng mặt nhất định phải đẹp. Cúc Tịnh Y chỉ với vài cảnh hắc hóa đã phá vỡ lời nguyền trăm phim như một. Trần Đô Linh vạn lần hóa Bạch Nguyệt Quang không bằng một lần làm phản diện. Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư trở thành bộ đôi Liễu Như Yên phổ nhất. Trùng cuối không gây thất vọng vì chẳng cần phấn son cũng đẹp, nước mắt là bao người lạnh sống lưng. Liễu Như Yên, cái tên gây ám ảnh với cư dân mạng dạo gần đây, bởi cứ sơ hở là người ta lại gọi tên Liễu Như Yên. Vậy rốt cuộc Liễu Như Yên là ai? Theo giải thích của các cư dân mạng xứ Trung, Liễu Như Yên thường để chỉ nhân vật nữ phụ trong các tiểu thuyết ngôn tình và điểm chung là những nữ phụ đó đều không được tốt tính. Hoặc là thanh mai trúc mã với nam chính, hoặc là đính hôn với nam chính và là người chia rẽ nam nữ chính, đóng vai Bạch Liên Hoa. Tóm lại, đó là trùng phản diện, tánh có thể xấu nhưng chắc chắn xinh đẹp. Trên màn ảnh Hoa ngữ dĩ nhiên không thiếu những Liễu Như Yên làm khán giả tức muốn xỉu. Nhan sắc có, gia thế có, chỉ tiếc là xấu tính và chuyên đi hãm hại nữ chính, chia uyên rẽ thúy. Thế nhưng, không phải Liễu Như Yên nào cũng bị khán giả ghét bỏ, thậm chí vẫn rất được yêu thích, bởi đơn giản là họ đẹp. Để kể đến một vai phản diện rất ấn tượng trong thời gian gần đây có Cúc Tịnh Y trong Hoa Gian Lệnh. Nhân vật thượng quan chỉ của Cúc Tịnh Y đúng là một Liễu Như Yên điển hình, khi vừa có gia thế, vừa có nhan sắc, lại là thanh mai trúc mã với nam chính nhưng làm đủ điều để có được nam chính bất chấp làm điều ác hại nữ chính. Lần hóa thân thành nhân vật phản diện này của Cúc Tịnh Y được khen ngợi hết lời, bởi không chỉ giúp cô thoát mác trăm vai như một mà còn cho thấy một Cúc Tịnh Y có diễn xuất rất ổn. Mặc dù Cúc Tịnh Y đóng vai phản diện, song thượng quan chỉ của cô lại không bị ghét bằng Trần Đô Linh trong Trường Nguyệt Tận Minh. Diệp Băng Thường và Thiên Hoan chính là Liễu Như Yên phiên bản Bạch Liên Hoa trong truyền thuyết. Có được vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng, Diệp Băng Thường luôn cho thấy bản thân là một cô gái nhu mì, hiền lành, chỉ có người ta hại cô chứ cô không thể hại người ta. Thiên Hoan lại càng là bản nâng cấp hơn của Diệp Băng Thường, bởi độ ác chỉ có tăng lên và cách giả nai, giả khờ cũng hơn hẳn. Vốn dĩ Trần Đô Linh thường quen mặt với khán giả qua những vai diễn Bạch Nguyệt Quang, là ánh sáng của nam chính nhưng mãi mãi không có được. Song, sau khi hóa thân thành nữ phản diện trong Trường Nguyệt Tận Minh, Trần Đô Linh cho thấy màu sắc khác biệt hẳn, diễn xuất cũng tốt hơn nhiều. Trên màn ảnh Hoa ngữ, Liễu Như Yên quả thật rất nhiều, nhưng khiến người ta tranh cãi nhiều nhất còn có Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư. Tham gia bộ phim Phượng Tù Hoàng, Triệu Lộ Tư đóng vai nữ phụ Mã Tuyết Vân, một cô gái có đủ mọi thứ từ nhan sắc tới gia thế, nhưng chỉ mỗi cái não yêu đương, mê mệt nam chính, bất chấp nam chính lợi dụng hay bản thân cô phải hại nữ chính cũng phải có được tình yêu. Triệu Lệ Dĩnh cũng đã có một vai phản diện khiến người xem ớn lạnh trong Cung Tỏa Trầm Hương. Bình thường là bạn thân của nữ chính, lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ, trong sáng, nhưng thực tế lại là một cô gái đầy mưu mô, chiếm đoạt vận may của nữ chính. Cả Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư đều có màn hóa thân thành phản diện ấn tượng, song nhiều người nhận xét cả hai là những Liễu Như Yên có nhan sắc kém nhất. Cuối cùng, một mỹ nhân khác xứng đáng là trùm phản diện khi không cần đánh son phấn thật đậm cũng tỏa ra năng lượng ác độc, đó là Dương Tuyết. Hóa thân thành Giang Ngọc Yến, một cô gái số khổ, lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối nhu nhược, nhưng thực chất lại hại hết người này tới người khác, Dương Tuyết khiến người xem lạnh sống lưng chỉ với một cú liếc mắt. Mặc dù ác, nhưng người ta vẫn không thể ghét nổi Giang Ngọc Yến, bởi cô đẹp.